giờ này là người ta đi rồi, không có nhà đâu nè. Rồi, giờ tặng quà cho mấy em thầy ơi. Tung rung. Dạ. Sờ ha, tung rung. Thầy ơi, thầy ơi. Thầy vừa bật tụi con nắng thầy ơi. Hello, có quà vui không? Có quà vui không con? Có quà ăn Tết vui nha. Ờ, mấy con à, có quà ăn Tết vui nha. Ăn bấm như ờ, mấy bạn về đi. Thì cô giáo có phần chưa? Cô giáo có phần chưa? Dạ rồi, có rồi. Cô giáo chịu lấy quà về nha. Không, mình coi coi mấy đứa con gái thì tầm màu hồng nha. Con làm chủ đẹp lấy màu xanh đó. Đưa con gái, đòi nón đi, đòi nón đi, đòi nón lên, đòi nón lên. Kéo màu xanh cao lên. Đòi nón lên, đòi nón lên với con, đòi nón lên. Đẹp trai. Ấm đầu nha, ấm đầu nha. Cảm ơn thầy, con lên. Con cảm ơn thầy. Rồi cảm ơn tụi con nhiều nha, chúc tụi con khỏe mạnh nha. Cảm ơn tụi con nhiều nha, chúc tụi con khỏe mạnh nha. Rồi cảm ơn cô giáo nhiều nha, chúc cho thầy phát quà cho mấy bé nhỏ. Ủa còn dép đâu cô bé lớn ơi? Dép. Phát nói cho tụi con đội nói lên đầu nha. Rồi, cảm ơn tụi con nhiều nha. Rồi, chia đều đi, không có giận nha. Mang dép vô, thử mang dép vô đi. Rồi mang dép vô thử coi. Mang vô thử đi. Rồi này, cứ xong sau đó cứ cho to lên, mốt lên lớp, chân nó lớn lên. Rồi cho mang thử đi.
Ôi tụi con có đồ chơi ngon thế. Có đồ chơi rồi nha, hộp bút này nha. Đây có coi vừa có quà có nón có đồ chơi này sướng nhỉ. Đưa đồ chơi lên cho thầy chụp hình tới coi. Vô rồi chơi lên. Rồi cảm ơn tất cả, cảm ơn mọi người đã tặng cho con đi. Đứng đây cảm ơn. Rồi cảm ơn tụi con nhiều. Ôi cái đồ chơi này mở ra cho đẹp con chơi, thích chơi đồ chơi không? Đó đồ chơi đấy. Còn giờ mấy đứa trai có mấy đứa này con hết đồ chơi chưa? Có hết chưa? Chưa. Ôi đẹp chưa, để đó cô lớn đấy nha. Cô ơi, nè chào bánh này, đây chào bánh. Đừng có chạy nha. Đây cô bé lắc cô bé lắc. Thôi không có cho vậy. Không cho nó vậy, cho vậy là không có nên. Cô cho bằng cách cho đâu. Nè có nè cú ơi, nè đừng có chạy nè, cho bánh anh này nè, cho con cảm ơn đi. Nó bị gì vậy? Bây giờ đây bao nhiêu học sinh được chia bao nhiêu đây? Rồi tụi con đi về nha, ăn bánh rồi con không cho anh có đồ chơi rồi nha. Tội cho nó đi. Ô nó khẩu trang nè. Dạ đúng rồi. Hồi này con bỏ cái con đi đâu. Con mới đi này. Nghe đi tốt mới được. Sách lên cho mấy em đó luôn. Sách hết tất cả. Dạ. Bật luôn. Đây này vào đó này. Đây này vào đó đi bảo ơi. Quay lại thấy cái cọc này, thấy cọc đó. Không, thấy quay lại đẹp mà. Không giờ phát từng bàn cô ơi, phát từng bàn. Ba cô phải không? Xong rồi cô đứng ở trên đây chụp hình xuống. Rồi. Chú sợ đang dịch á. Ba cô phải không? Hôm nay đang có F0. Không chơi nó nghỉ nhiều lắm các bạn ý nên đến thôi đó. Nói quà chưa? Đổi lên đi.
con cho bánh không kim, con cho bánh không kim. Màu hồng nha. Ông nhà chú để lấy màu xanh đưa con gái, rồi màu hồng đưa con trai, kéo con trai cao lên. Đôi nón lên. Đôi nón lên, con đôi nón lên. Cho đèn trai. Đấy, bây giờ. Đôi lên. Ấm đầu nha, ấm đầu nha. Đây là con đầu cám ơn thầy nó con lên. Con cảm ơn thầy. Rồi cảm ơn tụi con nhiều nha, chúc tụi con khỏe mạnh nha. Đồ nó lên, đồ nó lên. Các bạn này chưa có lên gì không? Thôi đừng lấy cái màu đó cho nó con trai màu màu xanh đi. Lớp thì là... Không, mấy, mấy, tại sao mà màu học sinh đã dùng xong vậy? Cứ quay đi con. Tại sao học sinh dùng xong vậy mà bác không vậy con? Là cái đó thì em không biết ạ. Hay là nó lây từ gia đình? Chưa, em không thì là do... chỉ là người nhà mình thôi chứ học sinh chưa bị. Nhưng mà cái này phải cách ly. Cô con cháu thầy tặng cô nha. Dạ con xin thầy tặng cô. Thầy con cảm ơn đi. Cảm ơn cô với thầy. Thầy cũng nhận được quà thầy biết cảm ơn chưa? Cảm ơn chưa? Cảm ơn các con nhiều. Phải cái này nóng trước cho thầy. Đòi nóng lên đi. Đòi nóng lên, đòi nóng lên đi. Thầy có phụ cho. Cảm ơn thầy kìa chưa? Các con đợi nón lên đi. Nón lên, ấm không? Ấm đầu không? Ui giời đẹp thế. Ấm chưa? Ấm chưa? Trời lạnh, đợi cho đỡ lạnh nha. Rồi, đẹp quá. Ai thích đổi màu không? Ai thích đổi màu khác không? Ai thích đổi? Không. Ui đẹp quá. Tự nhiên đi, tự nhiên. Rồi, mở, mở, mở. Qua đây thì sao ạ? Cho nón luôn, cho nón luôn, cho nón đi. Còn 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 ai không? Rồi, ai ai cần nón, ai cần nón. Đổi lên đi, đổi lên, đổi lên đi, có đổi, đổi lên, đổi lên đâu đi. Đổi con dừa không? Đổi lên đâu con dừa không? Hết rồi. Mày vừa giọt chiếc, mày mình chạy khuấy đó. Giọt chiếc và đứng cái đó. Mày mà bắt đầu cái chạy. Mày hẹo con gấu, gấu ở bên kia. Hết rồi. Mọi người có biết nói tiếng Việt nha sư phụ. Hôm nay là ngày 17 tháng Giêng năm 2022, đoàn chuẩn bị đến phát gạo và phát quần áo cho mọi người dân tộc thôn Long Bông ở tỉnh Lâm Đồng, huyện Đức Trọng. Cảm ơn.
con xin mình gọi đi chú. Chưa cho con xin mình gọi đi chú. Nhà nghèo lắm. Mọi đứa nhỏ được phát mọi đứa cái thôi nha. Rồi đổ vô cho mình nha, đổ vô cho mình đó cho mình chạy nha. Đổ vô, hết rồi. Rồi cảm ơn tụi cơ, cảm ơn quý vị nhiều nha. Đi qua đi gạo nghe. Ờ nhiều chứ mà. Quần áo nhiều lắm, lại lấy đi. Dành mấy đứa nhỏ lại lấy quần áo đi tụi con. Đây, đây, dẫn dẫn nó già lại lấy áo đây này. Lấy xuống kia cho người ta lựa đi.